Rồi đưa kích thước cho Trang rồi nó không để ý. Kích thước là đâu rồi, có thấy vũ đức xạo không? Bánh mẹ trộn lên đi. Đường đây là rộng 2m6, 2m5, 2m6. Xây phân lô. Đường này là rộng 4m, ve 5m. Đi là cái móc bao chi kia anh.